Ơ, đợt. Cậu đi ăn món gì ngon mà không đưa mình theo vậy? Mình có ăn gì ngon đâu. Ăn ngon mà mình lại không đưa cậu theo sao? Hả? Nói cho cậu biết một chuyện, mình thấy rất thần kỳ. Mình và Lương Sản có thần giao cách cảm. Liệu mình và mẹ cô ấy cũng có chút thần giao cách cảm nào không? Ừ? Cậu nghĩ gì mà mẹ cô ấy cũng nghĩ đến? Nói mình nghe đi. Hôm đó mình ngưỡng mộ cậu. Ngưỡng mộ mình hả? Ngưỡng mộ cái gì? Mình ngưỡng mộ cậu vì mẹ của Lạc Lạc đến tìm cậu nói chuyện rất lâu, mời cậu đến nhà cô ấy ăn cơm. Vậy có khác gì đi tìm con rể chứ? Kết quả là mẹ Lương Sản cũng mời cậu hả? Cậu thông minh thật. Sao cậu biết vậy? Nhìn bộ dạng đắc ý của cậu là mình đoán ra thôi. Nè, cậu nói hết rồi hả? Mình vẫn giữ lại một chút. Tại sao? Trước khi Lương Sản đồng ý chuyện của bọn mình yêu nhau, mình đã dội hứa với ba mẹ cô ấy. Liệu cô ấy có giận không đây? Nếu vậy thì mình không phải sẽ rất khó xử sao? Lương Sản đúng là có hơi khó hiểu thiệt. Sao hai cô ấy lại có những điểm giống nhau đến kỳ lạ vậy chứ? Lý Hảo gọi. Thật sao? Miên Thái gọi đến hả? Cảm với em vậy mà không cho cơ hội. Con người cậu không tốt số nhưng tốt tính, cứ chờ đi, cậu sẽ được báo đáp thôi. Cậu nói thật chứ? Đừng có vội vàng bày tỏ, tháng trọng ngày dài mà. Mình không muốn đánh mất cơ hội đâu. Hay vậy đi, mình ném điện thoại lên, nếu ngửa thì mình gọi, nếu úp thì mình sẽ không gọi, cậu thấy sao? Là tiến sĩ tâm lý mà lại chơi trò mai rủi hả? Mình cũng không biết nữa. Lần nào mình yêu cũng vậy hết. Hễ yêu già là quên sạch những gì mình đã học hết. Mình ném thật nha. Mặt úp. Yeah. Úp nè. Úp hả? Úp hả? Được rồi, mình sai rồi, mình sai rồi. Anh Quách Lượng. Cô là Lợi, chào cô. Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi khác trước à? Suốt bao lâu nay anh đi đâu vậy? Không lâu vậy đâu, chỉ có một tuần thôi mà. Ê. Nè, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Ê, tôi đi qua đây tiện thể ghé thăm chị, thăm mọi người. Vậy anh không định phục hồi chức năng ở chỗ chúng tôi nữa sao? Thầy Thanh, chào anh. Được sự giúp đỡ của anh, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Theo anh, tôi có cần đến đây tập nữa không? Nếu anh thấy cần, có thể quay lại đây. Chúng ta ra đằng kia ngồi đi. Mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Quay lại đây,
Tôi có cảm giác như được về nhà vậy. Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Nè, ngồi xuống đi. Mấy ngày nay anh không đến, làm tôi tìm anh suốt. Quách Lượng à, mấy hôm trước mẹ tôi có nói những lời khó nghe, anh đừng có để bụng nha. Bắt đầu từ hôm đó, tôi đã không ngừng trách cứ bản thân mình. Tôi thấy là vì tôi mà anh mới bị tổn thương như vậy. À không, tôi có chút việc riêng nên không đến được, đã khiến chị phải lo lắng rồi. Thật sao? À phải rồi, hôm trước tôi có gặp một người rất là giống ba của anh. Tôi đuổi theo định hỏi số điện thoại của anh. Thật ra tôi biết hết rồi. Là anh đã nói dối phải không? Nói dối à? Hả? Nói dối chuyện gì? Hôm đó ở ngân hàng tôi thấy anh rút tiền đưa cho ba anh. Khi đó ông ấy còn không ngừng khom người cảm ơn anh. Lễ nghi của người nhà như vậy sao? Lã Thành à, nhà người ta có lễ nghi gì liên quan gì tới anh chứ? Còn phim chụp ít quan chân anh, rõ ràng anh bị rạn xương. Theo cách trị của tôi, nửa tháng là anh có thể phục hồi rồi. Tại sao đến giờ anh vẫn còn chống nạn chứ? Tại sao? Tại sao chứ? Lã Thành à, hôm nay anh bị làm sao vậy? Còn nữa, suốt ngày anh mang đồ ăn đến cho Lạc Lạc, nói là của ba mình làm. Thực ra ngay từ đầu tôi đã không tin rồi. Là anh không ngừng lừa dối cô ấy, lừa dối một cô gái ngây thơ, tốt bụng, thương hại anh, quý mến anh như vậy hay sao? Anh làm vậy mà không thấy cắn rứt lương tâm sao? Tôi không quá đáng như anh nói đâu. Thật ra ngay từ đầu tôi đã phát hiện anh dùng thủ đoạn để dụ dỗ cô ấy, có phải không? Có điều anh không thông minh mà tỏ ra rất ngu ngốc. Tôi không có ác ý mà. Lừa gạt không ác ý lẽ nào là tốt chứ? Là anh đang lừa gạt tất cả chúng tôi. Lã Thành, anh quá đáng lắm rồi đó. Tôi thật không ngờ anh lại là con người như vậy. Lạc Lạc à, tôi đang dạy cô cách phân biệt kẻ tốt người xấu mà, cô làm gì vậy? Tôi không có cần anh dạy. Tôi có thể phân biệt được người tốt và kẻ xấu. Tôi không cần anh dùng những lời như vậy sỉ nhục anh ấy. Lạc Lạc, cô không nên vì sự ấy nấy nhất thời mà bỏ qua những thứ khác được không? Thế giới này phức tạp lắm, không hề đơn giản một chút nào như là cô nghĩ đâu. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Tôi nghĩ mình nên đi. Nè, anh không được đi. Đây là trung tâm tôi mở ra. Tôi nói ai ở lại thì người ấy phải ở lại.
Tôi cũng muốn hỏi rốt cuộc các ông có vấn đề gì. Hiện đã có 3 đơn vị quảng cáo rút đăng ký rồi. Mảng quảng cáo không phải là do cô phụ trách hay sao? Xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, cô giải thích với tôi thế nào? Họ nói không hài lòng về chất lượng của tạp chí Lạc Ý chúng ta, kiên quyết đòi rút, tôi không còn cách nào hết. Sao lại không hài lòng về chất lượng của tạp chí Lạc Ý chứ? Họ nói tạp chí của chúng ta không có tính sáng tạo, thiết kế thì quá lỗi thời, thị phần của loại tạp chí này chắc chắn là không lớn, dốc tiền vào thì cũng phí thôi. Ai nói như vậy? Là người phòng quảng cáo của công ty Mỹ Mỹ nói. Tôi đã xem tạp chí số tiếp theo, ha, phong cách và chất lượng không có gì thay đổi. Tại sao trước đây họ không nói, bây giờ lại có vấn đề chứ, hả? Kim Tổng à, tôi nghĩ là ông không nên bênh vực Lương Sản bọn họ đi. Tôi đã nói với họ rồi, họ nói tôi sinh sự vô cớ, không chịu sửa. Nè, tôi xin nói trước với ông, nếu tạp chí chúng ta không chịu thay đổi, tôi tin sẽ có thêm công ty khác rút quảng cáo đó. Kim Tổng, có gì không? Các đơn vị quảng cáo không hài lòng về chúng ta. Hiện đã có 3 công ty rút khỏi quảng cáo rồi. Sao lại vậy chứ? Họ có nói lý do cụ thể không vậy? Việc này không đơn giản đâu. Bây giờ, Ngã Chủ Phương kiên quyết nói chất lượng thiết kế của cô có vấn đề. Điều tôi lo lắng không phải là chỉ dạy khách hàng. Tôi lo rằng sau này trong công việc, Ngã Chủ Phương sẽ không ngừng gây thêm rắc rối. Như vậy sẽ tạo ra mâu thuẫn của chúng ta và khách hàng. Vậy phải làm sao đây? Hiện giờ tôi không có cách nào ngăn chặn hành động của Ngã Tư Phương. Bây giờ cách duy nhất là chúng ta làm theo cách của cô ta, thiết kế lại, điều chỉnh lại thôi. Ai, Lương Sản, tôi thật sự không muốn làm khó cô đâu. Nếu như làm theo cách của cô ta, tuần sau chúng ta vẫn không đưa được phương án khiến cho khách hàng hài lòng, rất có thể họ sẽ có phản ứng xấu. Vậy thì càng phiền phức cho chúng ta, rất là rắc rối đó. Ông đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lập tức cho họp bàn về phương án thiết kế lại. À, vậy cô vất vả rồi. Việc phải làm mà. Tốt lắm.